Em xin chào toàn thể mọi người ạ. Em là Duy Vũ của kênh Nam Phụng Lan Rừng Công Tâm. Và phiên ngày hôm nay thì em có được là 20 lô giả hạt của rừng Quảng Bình nha mọi người. Ở đây toàn bộ là giả hạt của rừng Quảng Bình. Hàng bốc từ rừng ra và mặt hoa là sổ số ạ. Thì thứ tự em xếp là sẽ từ cái giá từ nhỏ đến lớn ạ. Đôi lúc thì vẫn có một hai vị trí nó chưa phải là từ nhỏ đến lớn, nhưng mà đa số là xếp theo thứ tự giá tăng dần. Đó, hàng bốc từ rừng ra. Và hàng Quảng Bình thì cái mùa này thì nó chưa xuống lá toàn bộ, chỉ có một số cây thôi. Bây giờ thì em xin được phép và quay chi tiết cái lô hàng ngày hôm nay và báo giá cho mọi người. Đầu tiên là mấy cái lô 1, 2, 3, 4 này thì giá sẽ là 150, 150, 160 và 180. Thì lô số 1 thì nó có vẻ là cái kỳ 53 gì đó. Em nghĩ đây là kỳ chứ không phải là mọc từ kỳ dẫn lên ha. Và cái ngọn nó bị cục cục trên đây một chút. Thì cây này đã thắt ngọn rồi và bị gãy gãy ngọn thôi. Về thì năm nay cái mầm gốc nó sẽ nhú lên bình thường thôi, không có vấn đề gì cả nhé mọi người. Đây, mấy cây này thì chúng ta dễ dàng sưu tầm được nè. Cây số 1 là giá 150.000. Cây số 2 thì em nghĩ nó cũng là từ kỳ lên. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì cái thân này nó dài cũng được là tầm 20 cm rồi, gần 20 cm ha. Một ô gạch nhà em là 40 cm thì cái này chắc tầm 16 17 cm thôi. Lô số 2 này 150.000. Lô số 3 là 160.000. Cái đây thì có vẻ là cũng mọc từ cây lên luôn. Đó, cái đây thì chắc là tầm được 20 sen. Cái số 4 thì là một con kiến và giá là 180.000. Cái mầm gốc đã nhú lên. Mấy thân già thì nó bị gãy này. Cái này bị gãy. Thân tơ năm năm ngoái này xuống lá đấy ạ. Chỉ còn một cái lá duy nhất này thôi. Đó, lô số 4 140.000. Ai chưa có cái giống này thì nên mua những cái lô này ha. Nhưng mà có điều cái tiền ship thì nó cũng sẽ cao so với cái giá trị đơn hàng. Thì giống Quảng Bình này nó rất là khỏe nên là mọi người về trồng yên tâm. Mùa này nó xuống lá rồi nên là nhìn cây nó không được đẹp ạ. Chứ mà về thuần thì cây này nó chơi thân lá nó rất là tuyệt. Lô số 5 của em thì giá là 500.000. Mấy lô về sau thì giá nó sẽ cao. Thì được là hai dề. Dề thứ nhất này, kiến này thì tầm là 20 cm, thân nó cũng khá mập. Kiến Quảng Bình này thì mọi người về trồng thì nó mập, thân nó nù ra rất là nhanh. Đó, được hai cái thân già, cái này là từ kiến này thôi. Gần 20 cm và được một cái dề này này, rất là nhiều thân già cho chúng ta. Tuy nhiên thì cái thân tơ năm nay nó đã bị gãy ngọn chỗ đây này, thì hai cái dề này giá là 500.000. Em qua lô số 6 này cũng 500.000. Thứ nhất là một con kiến như này, lá vẫn còn khá là đẹp, đốt sọc mạnh này, dài thì tầm hơn 20 cm đó nếu mà duỗi thẳng. Và một cái dề như thế này nhé mọi người, dề như thế này thì nó có mấy cái mầm ở trong đây luôn. Trước tiên là một cái con kiến nhỏ này này, đây một con kiến nhỏ này này, đây là cái thân tơ của nó khá là nhỏ. Và một cái dề lớn đây, một cái dề lớn thì thân tơ năm nay nó bị gãy mất cái mầm này. Đây, các thân già thì nó có kỳ ở trên này mọi người, như thân già này thì nó có hai cái kỳ ha. Còn đây là cái thân già năm ngoái thì nó chưa từng sổ. Đó là lô số 6. Thì mỗi tính ra thì cái này 250, cái này 250, giá nó cũng hợp lý ha. Hàng từ kỳ dẫn lên, thân lá nói chung lá này còn đều, khá là đẹp. Một số cái lá thì mùa này nó xuống lá rồi, như lá vàng này thì là nên bớt đi luôn. Hồi nãy em soạn hàng và chưa chưa bớt đi đấy, mà cái lá vàng thì bớt đi luôn nhé. Rồi bây giờ em qua mấy cái lô tiếp theo này. Lô số 7 này giá là 360.000, hàng từ kỳ dẫn lên nhé. Thằng này thì dài tầm được là gần 30 cm, thân tơ này, các thân già đây mọi người. Mấy thân già này thì trên thân nó còn rất là nhiều mắt ngủ. Mọi người tha hồ về ung kỳ. Hàng thì hàng rừng Quảng Bình thì nó không được sai hoa cho lắm, nhưng mà đem về thuần hoặc là ở các địa phương khác á, thì nó sẽ rất là sai hoa ha.
nó sẽ sai hoa hơn so với hàng rừng. Rồi số 8 này, giá là 360 ngàn này, cũng là hàng từ kiến lên này. Và các thằng già từ nhỏ đến lớn này, 1, 2, 3, đây là cái thằng già năm ngoái. Và cái thằng tơ năm nay thì nó già tầm được là cũng 30 sen, tầm 30 sen ha. Rồi lô số 9 cũng 360 này, cũng một từ kiến lên. Và thằng này thì cũng tầm gần 30 sen thôi. Đó, 789 thì giá nó ngang nhau. Tính ra thì hơn 10.000 cho một sang ti đối với những cái dề đó, vì lá nó xuống hơi bị nhiều rồi. Lô số 10 này thì tầm là được 20 sen thôi, nhưng mà thân nó rất là nụ mập. Đây. Đó. Đây là giá là 360, hàng mộc từ kiến lên nhé mọi người. À, dưới đây nó còn dính một cái kỳ này. Rồi kỳ này em thêm vào luôn của lô số 10 luôn là 360.000. Đó, một cái kỳ rất là nhỏ này nó bị dính vào. Lô số 11 này, lô số 11 thì là 330.000. Cái đây thì là kỳ nên là giá nó như vậy. Em nghĩ là nó từ kỳ ra nhé mọi người. Vì có thể là nó từ kiến, nhưng mà cái đây có vẻ là từ tỷ lệ từ kỳ là nó cao hơn. Chỉ được một cái thằng già năm ngoái và cái mầm tơ năm nay nó ra được tầm là 30 sen, 30 sen tây, giá là 330.000. Nhưng mà được cái là thằng nó nụ và mập, lá nó còn khá là nhiều. Cây nói chung rất là khỏe rồi, mặt hoa thì sổ số vì hàng bốc từ rừng mà. Lô số 12 này, 12 là từ kiến lên và giá là 420.000. Cái này thì nó còn nhiều lá, già tầm cũng gần là 30 sen ha. Mấy cây thì lá đẹp đẹp, đầu lá thì nó không quá nhọn thì giá nó sẽ cao. Rồi lô số 12 rồi, lô số 13 là 470.000. Cái đây thì dài cũng được là 35 sen. Và đang có một cái kỳ ở đây nữa mọi người. Được à, hai khúc thân già. Đại thân cũng khá là mập. Lô số 14 này là 480.000. Đây, cây này thì rất là mập. Dài thì chưa tới 30 sen đâu. Nhưng mà được cái thân nó mập hơn 13. Và có một kỳ ở đây. Các thân già thì được 1, 2, 3 thân già. Đó là lô số 14 nhé. Lô số 15 là 480.000. Đài lá nói chung còn khá là nhiều, cũng rất là đẹp như thế này. Nhưng mà chỉ còn mấy cái thân già này này, nó bị gập gãy này. Khúc này về cắt ươm cây cũng được nhé mọi người. Đây, một số thân già nó bị gãy ở đây. Đây mọi người, thân khá là xanh. 480.000 cho lô số 15. Lô số 16 thì là 500.000. Rồi đây thì thân già này, 1, 2, 3 thân già còn nguyên vẹn hết. Thân tơ năm nay thì già tầm được là 30 sen. Lá này rất là đẹp như thế này. Những cây nào mà lá nó đẹp thì giá nó sẽ cao. Lô 17 cũng là 500.000. Và như lô 16 thì thân nó mập hơn 17 một tí, nhưng mà 17 thì thân tơ nó dài và nhiều thân già này. Như những cái cây mà mọc ở trong rừng thì nó sẽ bị chột nhé mọi người. Nếu mà bị nắng chiếu vào nhiều nó sẽ bị chột. 1, 2, 3, 4, 4 thân già này cho lô số 17. Rồi em qua lô số 18, 18 là 580.000 thôi. Cái đây thì cũng là hơn 30 sen một tí đấy. Đây mọi người nhìn này. Rồi trên lô số 18 này nó còn có 2 cây nữa. Đấy, lá thì nó còn khá là đẹp như thế này. Mùa đây thì chuẩn bị xuống lá rồi, nên là có thể vận chuyển là những cái lá này nó sẽ vàng đi rất là nhiều, hoặc là nó sẽ rơi rụng ra. Lô số 19 này là 560.000 thôi. Lô đây thì được 1, 2, 3, 4 cái thân già. Và đây là lá. Già thì tầm 30 sen luôn. Lô số 20 thì là 600.000, già tầm là 35 sen. Thân thì mập, đốt ngắn. Trên đây còn có một cái kỳ năm thứ hai. Và thân già được 4 cái.
đa số là những cây này mầm gốc nó chưa lên, mầm gốc của năm nay chưa lên, và khi vận chuyển thì nó sẽ thuận lợi hơn, tránh cái trường hợp là mầm gốc nó bị gãy gập hoặc là bị chột gì đó. Đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em nhé mọi người. Giá thì từ thấp đến cao theo cái số thứ tự tăng dần. Thì ai đặt hàng liên hệ theo số điện thoại em đăng ở trên tiêu đề, có thể là nhắn tin gọi điện qua cho em. Mấy bữa nay thì hàng Quảng Bình nói chung là bán rất là được. Đó nên là em liên tục nhập về cho chúng ta. Có những mầm nhỏ như thế này này, tuy nó xuống lá nó không đẹp nhưng mà cái giống nó thì rất là tốt. Lô 1 2 3 4 á thì rất là thuận lợi cho chúng ta sưu tầm. Còn bây giờ thì em xin được kết thúc cái video này tại đây nhé. Em xin chào tất cả mọi người ạ.